ước mộng mơ. Vẫn hay hỏi má ơi, má ơi ngày sau con sẽ thắm ta duyên và vui sướng không? Và má tôi bảo rằng biết ra sao ngày sau đời sẽ đưa ta đi về đâu, vì sắc duyên là sóng bể dâu, nào ai biết ngày sau đời ta sẽ về đâu. Xong sau đó Thảo mới phát hiện là các bạn đó ở trong một cái trại trẻ mồ côi, và các bé đã hát là mẹ ơi lớn lên sau này con sẽ ra sao, con có giàu có không, con có hạnh phúc không, kiểu như thế. Và lúc Thảo đọc được mỗi câu chuyện đó kiểu lăn ra sàn khóc tức tử, thế là lại gọi về cho mẹ tiếp. Mẹ bảo không sao, khóc đi, không xong thôi đó. Bài này hay quá trời hay, nhưng mà thực sự là lúc mà Thảo nói về Khơi Sera Sera ở trong Sài Gòn không ai biết cả. Thảo cảm thấy giống như Thảo là người ngoài đạo. Em hiểu. Tại vì đối với em bài này là một bài hát thiếu nhi. Ok. Nhạc phim hả? Dạ rồi, ok, để về coi thử. Thầy Thảo cũng không có tìm hiểu nhiều lắm về văn hóa lịch sử rồi đâu. Rồi, ok. Hồi nãy mình vừa đang stop ở bài, đúng không ạ? Không. Hả? Vậy anh là người hết hồn vậy anh giống như kiểu, anh giống như kiểu là anh biết hồi xưa đi học mà có mấy thầy giám thị hay ngồi cuối lớp không ạ? Đúng rồi, anh chưa ngủ được cuối lớp. Rồi, ok. Thì cái câu hỏi đây là nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cách bạn được nuôi dạy, bạn sẽ chọn điều gì? Nó rất là liên quan đến bài hát ban nãy luôn. Thế nên là câu hỏi này trực tiếp là mình không trả lời là mình chọn bài hát không? Không lẽ giờ cơ phong? Rule của mình là vậy mà. Xin mời bạn yêu cầu một bài hát. Vừa thì ban nãy là Thảo nói về cái vấn đề là bạn gái của Thảo muốn là Thảo hát bài hát của Thảo, muốn nghe bài hát mà Thảo thích. Thảo sáng tác. Ok. Thảo sẽ kể cho mọi người nghe một cái bí mật. Đó là vừa hôm qua Thảo mới viết một bài cho Hà Nội. Rung quá. Mọi người biết Thảo rồi đấy, Thảo sáng tác thôi chứ Thảo không, nhiều khi Thảo quên lời quên nhạc, mọi người thông cảm nha. Thảo chưa đặt tiêu đề nữa, nhưng mà chắc là nếu mà đặt tiêu đề thì Thảo sẽ đặt là bài Hà Nội ngày yêu. Tại vì đây là lần đầu tiên Thảo đi ra Hà Nội và Thảo có người yêu. Mấy lần trước Thảo đi mình lang thang
sáng tác thì Thảo chỉ nhớ trong trí nhớ của Thảo thôi. Nhớ rồi, từ từ lại là anh xóa đoạn con nãy giùm em được không? Anh đang live stream à? Chết mẹ. Hà Nội một ngày trở về, Hà Nội một ngày dòng trời, biết bao nhiêu muộn phiền, biết bao nhiêu giận hơn để lại đằng sau. Hà Nội chiều tan lạnh dần, Hà Nội một ngày bên em nhớ thương bao là nhiều, siết tay nhau mình cùng hẹn hò yêu đương. Nghe đâu đây tiếng giao vang, nghe bên tai tiếng em đang luyên thuyên về cuốn sách em đang xem, còn tôi ngồi đang hát ca thâu đêm. Cần biết mai sau, còn dù có xa nhau tôi vẫn biết ta sẽ rồi lại quay về. Hà Nội một ngày trở về, Hà Nội một ngày dòng trời, biết bao nhiêu muộn phiền, biết bao nhiêu giận hơn để lại đằng sau. Hà Nội chiều tan lạnh dần, Hà Nội một ngày bên xiết tay nhau mình cùng hẹn hò yêu đương. Để lại quanh khắp phố phường, cây đang gieo những vấn vương, mong manh là những giấc mơ, vì bên mắt tôi chẳng thiết đến sau cùng ta có nhau không. Em đâu đây hãy bước đi mau, tôi theo sau ước bên nhau, vì ai mình đã qua rồi mà tình yêu vẫn còn ở đây thiết tha. Tôi biết ta đã yêu. Hà Nội một ngày trở về, Hà Nội một ngày dòng trôi, biết bao nhiêu muộn phiền, biết bao nhiêu giận hơn để lại đằng sau. Chiều tan một ngày lạnh dần, Hà Nội một ngày bên em nhớ thương bao là nhiều, siết tay nhau mình cùng hẹn hò yêu đương. Phải vỗ tay to hơn đấy. Luôn quá, mới biết bài này xong hôm qua. Mới chiều hôm qua. Thay mặt quán và thay mặt mọi người rất là cảm ơn Thảo bài hát vừa rồi. Được không ạ? Quá được. Bạn miễn là bạn nhét được thêm từ chan cùa hoặc là tên quán này vào rồi. Đùa thôi, tại có một người làm điều đấy rồi. Ok, dạ. Yeah. Em cũng hy vọng thế. Bên quán có mua lại không ạ? Mua bằng cách là mỗi lần bạn ra đây thì sẽ phải diễn ở đây. Phải? Ừ. Đấy là mua. Anh còn phải nữa. Ừ. Okay, thế rồi. Mua mà mua được quyền sử dụng mà. Dạ rồi, ok. Đó. Đùa thôi, rất là cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh nhiều. Mọi người thích bài hát vừa rồi, mọi người hát dành riêng cho Hà Nội đây. Thảo không biết bạn bè của Thảo ra đây sống hay công tác này kia như thế nào, nhưng đời tầm khoảng 2015-2016 gì đấy, Thảo có thời gian ở ngoài này. Hồi đó Thảo ở ngoài này chắc được vài tháng thôi. Thảo công tác và làm việc ở ngoài này. Và dù ai nói gì nữa thì Thảo vẫn thấy là Thảo được bảo bọc và yêu thương bởi rất là nhiều người Hà Nội. Không hiểu vì sao bạn Thảo kêu là ra đây bị chém giá này, bị chửi này, luôn được la hết. Đó thì vừa rồi là ca khúc đó Thảo mới viết hôm qua, thì rất là vui được gửi tặng đến mọi người ở đây, chắc là mọi người đều là người Hà Nội cả. Thì chắc là bây giờ mình sẽ đến cái phase 2 của cái buổi ngày hôm nay đi. Ngày hôm nay lúc mà tới đây sớm thì Thảo có tập tầm này kia, thì phát hiện ra hai nhân tố trẻ, khỏe, tài năng. Máy quay đi, quay đi. Hai bạn thì rất là bé, hai bạn bé xíu thôi. Học Khoa, xin mời Khoa với lại đúng tên trong trường môn vật. Đúng tên, Tú Anh. Khoa với Tú Anh rất là dễ thương. Lúc đó hai bạn đang chơi đàn piano và Thảo xong và Thảo kêu là ê, lát nữa ngồi hát chung đi, tại vì có mình hát ngày mai rồi sợ hát không hết. Thì bây giờ chắc là sẽ đến của hai bạn ha. Hai bạn sẽ hát này, đàn này, còn Thảo sẽ chuyển sang chơi trống đấy.
Rồi. Tú Anh ngồi bên này đi. Tại vì nhà nó gần mic. Cẩn thận cốc nước ở đàn nha. Dạ. Đừng rung. Mọi người ơi, không cần phải rung đúng không ạ? Ok, vô nhá. Chị sẽ cùng hát với em. Không. Hát chung. Mình làm bài gì đầu tiên nhỉ? Một bài về Hà Nội đi. Mọi người một ca khúc của Ngọt Ben ha, ca khúc Em Dạo Này. Em Ben đúng không? Ok, rồi. Không gì nhớ, Cabo 2. Hai má. Má thì má tức ghê luôn á. Hai. Tao nhớ hai. Xin lỗi mọi người, thông cảm đợi xíu. Ben hơi lủng củng một chút. Thế nó mới vui. Rồi, Ben vô đấy. Tay to lên nhỉ.
to lên. Không, ý anh bảo vỗ tay to lên.